Hey, xin chào tất cả các bạn, mình là Phúc Thế Kỷ đây. Thì như các bạn cũng biết thì ngày 28 tháng 8 năm 2024 thì game Genshin Impact đã chính thức cho ra cái bản cập nhật 5.0 của game Genshin Impact, đó là Nightland, cũng có thể gọi là Hỏa Quốc đó các bạn. Thì ở cái phiên live đặc biệt vừa rồi thì các bạn đã biết những cái thông tin mới của Nightland cũng như là những cái ưu đãi đặc biệt đến từ game Genshin Impact. Nhưng video này thì mình không có đề cập đến những cái ưu đãi đặc biệt đó, tại vì các bạn hầu như cũng đã biết hết rồi. Và cái video này thì mình sẽ nói những điều mà các bạn cần lưu ý trước khi mà mình vào cái phiên bản 5.0 mình chơi thì mình chuẩn bị như thế nào. Thì đầu tiên là về cấu hình của điện thoại. Thì cái phần này thì mình đã nói ra rất là nhiều cái video rồi. Mỗi bản cập nhật thì nó sẽ có cái mức độ tăng lên của cái dung lượng khác nhau. Đây là cái bản dung lượng trước khi cập nhật phiên bản 5.0. Và sau khi cập nhật phiên bản 5.0 thì mình nghĩ nó sẽ tăng lên khá là nhiều. Tại vì phiên bản 5.0 á là cái bản cập nhật lớn và sẽ thêm map nha các bạn. Tức là sẽ thêm map luôn và sẽ thêm nhiều cái chức năng mới nữa. Cho nên là cái việc mà tăng dung lượng khá là nhiều thì bạn nên kiểm tra lại cái dung lượng trên điện thoại mình nó còn đủ hay là không. Còn nếu mà trên điện thoại của các bạn á, cái dung lượng nó không còn đủ trống nhiều để mà có thể chơi game Genshin Impact được nữa thì mình khuyên các bạn là nên chơi trên Reflect Now hoặc là những cái ứng dụng cloud giúp mấy bạn máy yếu có thể chơi game Genshin Impact. Đây thì mình đã có đăng những cái video lên trên kênh Phúc Thập Kỷ. Anh em qua bên phần danh sách phát thì các bạn sẽ thấy series cloud dành cho newbie. Tức là những bạn nào chưa biết gì về cloud, anh em vẫn có thể tìm hiểu và vẫn có thể chơi game Genshin Impact trên cloud mà không cần tốn dung lượng nha các bạn. Và mình có hai kênh, một là kênh Phúc Thế Kỷ là kênh các bạn đang xem, và hai là kênh Phúc Thập Kỷ. Và bên kênh Phúc Thập Kỷ á, là mình chuyên đăng những cái video về cloud. Còn riêng kênh Phúc Thế Kỷ này thì mình sẽ làm về hai game, đó chính là game Genshin Impact và game Wooden Way. Và cả hai game này thì mình sẽ làm xen kẽ, bên nào mà có sự kiện thì mình làm. Thì mình sẽ hướng dẫn rất là chi tiết, cho nên là nếu mà anh em nào ủng hộ mình thì hy vọng là các bạn nhớ là đăng ký kênh lại và cho mình xin một lượt follow nha. Bây giờ thì mình sẽ đến với cái vấn đề thứ hai mà các bạn cần biết trước khi mà cập nhật phiên bản 5.0 ha. Thì ở đây thì các bạn vẫn có thể thấy đó là game Genshin Impact đã có một cái phần gọi là sự kiện web. Trước khi ra mắt phiên bản 5.0 thì cái sự kiện web này nó cho mình được là 100 nguyên thạch và những cái đạo cụ khác như là Mura hay là sách kinh nghiệm. Vậy cho nên là các bạn nên tham gia cái sự kiện này trước khi phiên bản 5.0 ra mắt. Và cái sự kiện này mình sẽ nhận được cái lượt quay bằng cách đó là chúng ta sẽ chia sẻ cho bạn bè và chúng ta sẽ trải nghiệm thiên phú của nhà lữ hành. Trước khi đó thì chúng ta phải đăng nhập nha các bạn. Anh em đăng nhập bằng ID hay là đăng nhập bằng tài khoản MiHoYo vẫn được nha. Thì mình chọn cách đăng nhập bằng ID thì anh em lựa chọn cái server mình đang chơi và anh em nhập cái số ID của các bạn vào. Rồi sau đó các bạn vào game, các bạn lấy cái mã đăng nhập được gửi trong hòm thư của game nha các bạn, là đăng nhập vào là ok. Thì ở đây như các bạn thấy đó là chúng ta sẽ có hai cách để mà lấy được cái vé quay. Một là kiểm tra thiên phú, thì ở dưới đây các bạn có thể thấy là bắt đầu kiểm tra. Cái này thì nó các bạn chỉ cần kiểm tra thôi, các bạn không cần trả lời đúng nha. Cái này anh em suy nghĩ gì thì các bạn trả lời đó thôi. Nó trả lời dựa trên cái suy nghĩ của các bạn để mà nó lựa chọn ra cái nhân vật mà phù hợp cho các bạn thôi, chứ nó cũng không có câu trả lời chính xác đâu nha bạn. Chỉ có nhiều người cùng đáp án với mình hay là có những người mà không cùng đáp án với mình thôi ha. Rồi thì nói chung là các bạn cứ kiểm tra cái bài này. Ok, đây là mình đã kiểm tra xong rồi nha các bạn. Và bây giờ là mình đã có một cái lượt quay. Và cái link này á, mình sẽ để dưới phần bình luận cho các bạn có thể tham gia nha. Anh em nào mà đang tham gia cái sự kiện này, anh em gửi cái link xuống dưới phần bình luận để cho anh em nhấp vào để mà các bạn có phần thưởng ha. Đây các bạn có thể thấy là cái này các bạn. Nhưng mà cái này mình xin lưu ý trước cho các bạn, tức là anh em có thể mời bạn bè truy cập trang này là 2 lần, nhưng mà nó lên tới rất là nhiều lần nha các bạn. Và cái điều đáng tiếc ở đây là các bạn chỉ có 10% là trúng được 100 nguyên thạch thôi. Cho nên các bạn phải mời rất là nhiều bạn bè. Cho nên là anh em nào không có thời gian và anh em không, nói chung là anh em thấy 100 nguyên thạch không đáng là gì hết, các bạn vẫn có thể không tham gia cái này. Tại vì cái này mình thấy là nó hơi khó ăn đó các bạn. Rồi cảm ơn anh em đã xem hết video nha. Đừng quên là đăng ký kênh và cho mình xin một lượt follow. Còn bây giờ thì bye bye. Hẹn gặp lại các bạn ở phiên bản 5.0 của game Genshin Impact.
Bye bye anh em.